Xin chào, kính chào quý cô chú anh chị cùng các bạn. Thì hôm nay thì đây là một cái clip của tập 4 đấu giá cây đàn, chương trình đấu giá những cây đàn guitar tại shop guitar Nhật Phan Gia nha mọi người. Thì hôm nay thì em xin phép công bố kết quả trên cái clip của tập 4 này luôn. Thế nên là đỡ mất thời gian cho quý cô chú anh chị cũng như là đỡ mất thời gian của em để edit những cái clip đó. Và sau này thì em sẽ công bố người thắng cuộc ở trên video đó luôn. Em sẽ không có công bố ở trên video clip nữa. Tại vì thật sự thì em xin chia sẻ với quý cô chú anh chị và các bạn đó là em làm việc là em thật mọi người, em không có ảo nha. Em ai trúng đấu giá là em sẽ bán cho người đó, thì cái người đó sẽ cảm nhận được chuyện đó thôi. Nếu mà mọi quý cô chú anh chị nào mà chưa có trải nghiệm cái việc đấu giá này á, thì mọi người cứ tham gia. Nếu mà mọi người đang tìm kiếm một cây đàn mà khi mà lên clip mọi người cảm thấy ưng ý đó, thế nên mình tách bạch mọi chuyện, mình minh bạch mọi chuyện thì mình không cần công bố nó rườm rà như mọi người rồi. Và clip ngày hôm nay thì em xin chúc mừng anh Vịnh Xuân Quyền, có nickname Vịnh Xuân Quyền, đã tiếp tục trúng đấu giá cái cây thâm gờ đức 300 nha mọi người. Thì cái cây đó thì thật sự rất là hiếm trên thị trường. Em thì em khiêm tốn thôi, nhưng mà thật sự cái cây đó rất là hiếm luôn, và rất là hay. Thế nên và ngoại hình nó cũng còn rất là đẹp đó mọi người. Rồi em rất là cảm ơn anh Minh ha, anh Minh, anh tên thật là Minh, anh Minh ở quận Nhất Sài Gòn. Rất là cảm ơn anh đã tham gia và may mắn đã trúng được một cái giá rất rất là tốt về cái thơm đó. Thì tập thứ tư ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái dòng đàn Mocric, và rất là đặc biệt đó là một em sẽ giới thiệu cho mọi người cái đàn trước và cái phụ kiện, cái khé sau nha mọi người. Rồi. Rồi, trên tay em đây là một cây Mocric Dub 35. Mọi người thấy ha, Dub 35. Thì cây đàn này nó có một cái diện mạo, một cái ngoại hình còn rất là đẹp mọi người. Có thể nói là gần như là line new luôn, gần như là line new mới luôn. Cái mặt top của nó vẫn còn có một cái màu rất là sáng nha mọi người. Rất là sáng nha. Đó, mặt top rất là sáng. Và những dòng đàn Mocric này đến cũng được sản xuất và ra mắt ở những thập niên 80 của những thế kỷ trước nha mọi người. Thế nên là đây là một cái dòng đàn cũng khá là hiếm. Và nó điều mà nó hiếm hơn nữa đó, thì đây là một cái cây Mocric Dub 35, dòng lưng ba mảnh nha mọi người. Lưng ba mảnh rất là đẹp mọi người. Thì đây là một cái dòng đàn rất là hiếm và rất là đẹp. Nó cũng không hiếm lắm, nhưng mà nó hiếm vì cái độ đẹp của nó mọi người. Những cái cây đàn mà nó đẹp như vậy thì nó cũng khá là hiếm trên thị trường nha mọi người ơi, với một cái mức giá cũng khá là đắt đỏ. Rồi, về âm thanh thì mọi người, em sẽ gửi đến mọi người cái video clip về âm thanh. Mọi người sẽ nghe âm thanh trước nha mọi người, để mất thời gian. Và tiếp theo đó là về ngoại hình, thì em xin phép đấu giá cây đàn này với mức giá là khởi điểm là 5.900.000 nha quý cô chú anh chị, kèm theo hộp đựng. Mức giá khởi điểm là 5.900.000, mức giá của mình đó là 100.000 thôi quý cô chú anh chị. Em sẽ giảm mức giá lại, giảm mức giá lại từ 200 đến còn 100 thôi. Và giá mua ngay của cái đàn này đó là 7 triệu mọi người, 7 triệu cho một cây đàn Mocric Dub 35 lưng ba mảnh. Và sau đây thì em sẽ xin mời mọi người, quý cô chú anh chị cùng các bạn nghe thử chất âm của cái đàn này. Và phần sau đó là phần chi tiết về ngoại hình của cái đàn này nha mọi người. Thank you.
Gia xin chào quý cô chú anh chị cùng các bạn. Thì hôm nay thì mọi người đã nghe được cái âm thanh của cây đàn Morik Dub 35 lưng ba mảnh này rồi. Thì hôm nay thì cái đoạn phần tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tới phần ngoại hình của cây đàn, về chi tiết về mặt tốp, mặt lưng, mặt hông, cần đàn, bộ khóa và phím gỗ, phím sắt nha mọi người. Rồi, chi tiết tất cả mọi thứ. Rồi, chúng ta sẽ có một cây Morik Dub 35 phần mặt tốp. Thì chúng ta sẽ có phần mặt tốp là sprue nha mọi người. Mặt tốp rất là đẹp, một mặt tốp solid sprue rất là đẹp. Ngựa vẫn còn nguyên zin nha quý cô chú anh chị. Các chi tiết nè mọi người, em sẽ quay cận cảnh cho mọi người nha. Rồi, tất cả các chi tiết trên cái đàn nè, rất là đẹp luôn. Đó, ngựa là vẫn zin nha mọi người. Ngựa là zin nguyên bản luôn. Cái đàn này ngoại hình rất là đẹp. Rồi, mặt hông. Mặt hông thì là cảm ứng nha mọi người. Mặt hông là cảm ứng nha. Mặt lưng thì hai bên là cảm ứng, chính giữa là Zarakada nè. Rất là đẹp mọi người. Cái vân gỗ mọi người thấy dưới ánh nắng rất là tuyệt vời luôn quý cô chú anh chị ơi. Rất là đẹp ha. Mặt lưng rất là đẹp. Mặt hông bên đây cũng rất là đẹp ha. Rất là đẹp. Rồi. Về phần mông thì mọi người thấy được phần mông nó có chè một tí nha mọi người. Đó, phần mông nó có chè một tí. Nhưng mà phần mông thì nó không có ảnh hưởng gì với thẩm mỹ của mình nhiều nha mọi người. Đó, ở đây nó có dấu chè một tí nè mọi người. Đó. Rồi. Rồi. Phần này nó cũng có, nó không phải là nó chè mà nhưng mà nó bị giống như là thời tiết của mọi người, nó bị nổ nước sơn thôi, tí thôi, không có vấn đề gì hết. Nó vẫn đẹp mọi người, nó vẫn zin nha. Nó vẫn zin hết. Rồi. Rồi, rất là đẹp mọi người. Đây, phần mặt lưng là ăn tiền, phần mặt lưng nha mọi người. Mặt lưng cái gỗ của dòng đàn Dub 35 này rất là tuyệt vời mọi người ơi. Đó. Rồi, chúng ta sẽ di chuyển tới phần cần đàn. Về phần cần đàn thì mọi người có thể thấy là đây là một cái cần đàn cũng rất là thẳng đẹp nè mọi người. Và nó không có tì vết gì nha mọi người ơi. Đó, rất là đẹp nha. Rồi, chúng ta sẽ đi tới cái phần cổ cần. Cổ cần cũng còn rất là đẹp mọi người. Rồi, chúng ta sẽ đi tới di chuyển tới phần bộ khóa. Bộ khóa mọi người có thể thấy được là ở cây Dub 35 này bộ khóa là bộ khóa đúc nha mọi người. Và ở trên những cái bộ khóa họ đều để chữ Morik và Made in Japan hết nha. Rất là tuyệt vời, rất là cao cấp. Rồi, ở phía sau thì chúng ta sẽ có một logo thương hiệu Morik nữa. Quay ra phần đầu cần. Đầu cần chúng ta sẽ thấy được là một cái logo Morik được khảm nha mọi người. Logo được khảm nha, rất là đẹp. Và cái vân gỗ trên đầu cần cũng khá là đẹp mọi người. Về phần lược nè, lược phím gỗ phím sắt thì nó vẫn còn zin nguyên bản và nó chưa có một hiện tượng mòn nha mọi người, rất là đẹp. Rồi, và em xin nhắc lại cái đấu giá ngày hôm nay về cây đàn Dub 35 lưng ba mảnh này thì bước giá khởi điểm của cái đàn này đó là 5.900.000 và bước nhảy giá của cái đàn này chỉ là 100.000 thôi mọi người, và giá mua ngay của cái đàn này là 7.000.000 kèm theo hợp đựng của cây đàn nha mọi người. Quý cô chú anh chị nào mà quan tâm và tham gia vào chương trình đấu giá cây đàn Morik Dub 35 tập 4 này thì mọi người có thể comment vào dưới phần bình luận nha mọi người. Và mọi người thể thức chơi thì mọi người cứ comment vào phần bình luận với giá khởi điểm cộng theo kèm theo bước giá. Và bây giờ quý cô chú anh chị có thể là em sẽ cập nhật thông tin và em sẽ thay đổi thời gian đấu giá của cây đàn này nha mọi người. Và em sẽ thay đổi cái thời gian đấu giá của cây đàn này là thành là 72 giờ nha quý cô chú anh chị, là 72 giờ cho cuộc đấu giá này. Thì Gia xin rất là mong, cảm ơn, rất là mong mọi người tham gia vào chơi, cũng như là rất là cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã tham gia, các anh đã tham gia và đã từng chiến thắng cây đàn này. Gia xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú, chúc mọi người có một cuộc đấu giá thành công nha quý cô chú anh chị. Gia xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị cùng các bạn trong tập tiếp theo là tập 5 nha, hôm nay là tập 4. Gia xin chào và hẹn gặp lại mọi người.